2, 3, rồi. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ăn một loại mì truyền thống của Việt Nam gọi là mì xào. Mình ăn thử nhé. So good. Em như con chó vậy. Cho nhiều muối nên mình sẽ ăn lên chút cơm.